tình hình là có vẻ tất cả các Pokemon của Gen 9 đã ra mắt và sẽ không có thêm mon mới nào cho tới khi Pokemon Legends Z2A ra mắt vào năm 2025. Nên, đây sẽ là một cái video về 15 sweeper đặc biệt mạnh nhất thời điểm hiện tại theo trải nghiệm cá nhân của tôi trên đấu trường công lý. Và đương nhiên là tôi sẽ lược bỏ đi những đứa huyền thoại cấp cao như là Calyrex hoặc là Kyogre vậy đó. Bây giờ thì vô thôi. Hạng 15 thì tôi nghĩ sẽ xếp cho Superior, có được đặc tính đảo ngược ảnh hưởng tăng giảm chỉ số như là Contrary, đi kèm với chiêu thức Leap Storm, mỗi lần đánh trúng sẽ tăng thêm 2 bậc công đặc biệt cho nó, giúp cho Superior càng đánh càng đau. Với tốc độ 113, dễ dàng cho nó outspeed hầu hết các đối thủ trên đấu trường hiện tại. Một khi đã sử dụng được Leap Storm thì tất cả các đối thủ đều không dám lơ là trước những cơn bão lá mà nó gây ra. Tuy nhiên, vấn đề của Superior là sức chống chịu không quá tốt, nên dễ dàng bị những đối thủ có tốc độ cao hơn, đánh đau hơn, tiễn lên đường. Đã vậy nó cần có một lượt đánh Leap Storm để trở nên mạnh hơn. Mà trên sàn đấu đôi, nhịp độ trận đấu khá nhanh, sẽ vô cùng phí phạm nếu phải tốn một lượt để set up sức mạnh. Thay vì vậy, người ta thường sử dụng những Pokemon có chỉ số vốn đã tốt sẵn để tận dụng tối đa lực đánh của mình. Vì vậy với tôi thì Superior nên đứng ở hạng 15 danh dự này mà thôi. Qua tới hạng 14, ở hạng này thì tôi đã khá đắn đo cho vị trí của Volcarona. Khác với Superior thì Volcarona có một bộ chỉ số cơ bản khá là tốt. Tốc độ và công đặc biệt thuộc hạng khó chơi. Chiêu độc quyền Fiery Dance có 50% khả năng tăng một bậc công đặc biệt khi sử dụng. Và chiêu Quiver Dance nổi tiếng. Gần như Volcarona có đủ công cụ để trở thành một sweeper đặc biệt thứ thiệt. Nhưng vấn đề của nó lại nằm ở mảng phòng thủ vật lý còn khá yếu ớt. Lại bị nhân 4 sát thương bởi hệ đá. Trong khi đó Rock Slide là một chiêu hệ đá diện rộng được xài vô cùng phổ biến, kể cả đối với những Pokemon không mang hệ đá trong người. Vì khả năng tạo ra hiệu ứng flinch nếu như Pokemon dùng Rock Slide tấn công bạn trước. Có một lời sấm truyền cho rằng chỉ cần team của bạn có một Pokemon có thể xài Rock Slide với tốc độ đủ cao thì coi như bạn đã rất gần với chiến thắng. Nhiệm vụ rải đá này ngày xưa thuộc về Lanorus Therion thì nay lại được truyền cho Hisuian Arcanine, một trong những Pokemon khắc chế hoàn toàn Volcarona, nên bướm mặt trời trong thế hệ này rất ít có cơ hội được tỏa sáng. Và chúng ta qua tới hạng 13. Ok, theo tôi thì Latios hoàn toàn xứng đáng nằm trong danh sách này, vì tốc độ và công đặc biệt của nó đã khá cao. Cùng với chiêu độc quyền là Luster Purge sẽ giảm một bậc phòng thủ đặc biệt của đối phương, khiến cho nó càng đánh càng đau. Vai trò là sweeper của nó sẽ được củng cố nếu nó có thể đi chung với Indeedee, biết tạo ra môi trường tâm linh, hoặc là Ferrigraph có đặc tính Armored Tail, ngăn không cho những đứa hệ bóng tối biết xài Sucker Punch có cơ hội hất tay trên. Từ đó nó có thể càng quét được đối thủ với Luster Purge và Dragon Meteor. Gen 9 thì ngoài việc Luster Purge được tăng sức mạnh lên 95 thì nó còn học được Flip Turn, với mục đích là đảo đồng đội ra sân nếu gặp phải khắc tinh và xóa bỏ những chỉ số bị giảm sau khi đã sử dụng Dragon Meteor trước đó. Khi cầm theo vật phẩm là Soul Dew sẽ giúp cho các đòn đánh hệ siêu linh và hệ rồng trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Và tôi thấy nó hoàn toàn có thể tận dụng được sức mạnh này trong tương lai. Dù tôi cũng biết là chừng nào Urshifu nhất kích còn trên đấu trường thì ngày tươi đẹp đó của Latios còn xa lắm. Ở hạng 12 tiếp theo đây sẽ là một Pokemon khá đặc biệt của thế hệ này là Gotengo. Yeah, nếu nói về sức mạnh công phá và độ khó chịu thì khó có ai qua được Gotengo lắm. Ma và thép là song hệ mang đến cho Gotengo khả năng vô hiệu hóa sát thương của cả ba hệ là độc, thường và giác đấu. Kháng được 1/2 sát thương của tận 9 hệ khác, đi kèm với một đặc tính không tưởng là Gudesco, giúp miễn nhiễm tất cả các hiệu ứng nhắm vào nó. Từ đó nó sẽ có rất ít khả năng bị ru ngủ, dính độc, dính bỏng hay là tê liệt. Bộ chỉ số với công đặc biệt 135 và khả năng phòng thủ ở mức khá tốt, với rất nhiều lợi ích từ song hệ và đặc tính, giúp cho khả năng sống sót trên đấu trường của nó là vô cùng cao. Chưa kể thì chiêu độc quyền Magic Rain có sức mạnh 120 sẽ là một cây chổi hàng hiệu dùng để dọn dẹp đống rác còn lại trên đấu trường. Dù cho bị giảm một bậc công đặc biệt sau khi sử dụng thì sự đánh đổi này là vô cùng xứng đáng. Nhưng mà nó không nằm ở trong top cao đối với tôi vì tốc độ của nó khá là thấp. Ý là tốc độ thấp hơn so với những đứa khác mà lại không có chiêu nào ưu tiên cả. Cách tốt nhất để mà làm vị trí sweeper cho nó là cầm theo Choice Scarf rồi spam Magic Rain, giảm chỉ số thì rút về bóng, hoặc muốn xuống sát thì có thể Terra hình thể thép rồi xài Magic Rain thì mới mong muốn dọn dẹp được mấy đứa nhanh tay nhanh chân khác trên đấu trường. Qua hạng 11, chúng ta có Acheludon. Tôi cũng đã khá đắn đo khi chọn Acheludon vào danh sách này. Cơ mà nếu Gotengo có tốc độ 84 còn vào được thì Acheludon tốc độ 85 sợ gì mà không nhảy vào, đúng không? Nói về bộ chỉ số thì coi như khỏi bàn rồi, công thủ đều ok, trừ thủ đặc biệt. Nhưng chúng ta sẽ nói về thủ đặc biệt sau. Công đặc biệt khá cao là 125, cộng với chiêu độc quyền là Electroshot,
sẽ cho nó hiệu ứng tăng một bậc công đặc biệt rồi mới tấn công ngay lập tức trong trời mưa. Nếu trong trời mưa nha. Và vì chúng ta đang nói đến đấu trường VGC nên không thể không nói đến đồng đội của nó. Điều đó dẫn đến Pokemon đi chung với Acheloron sẽ là Pelipper hoặc là Tornadus, vì cả hai Pokemon này đều có khả năng tăng gấp đôi tốc độ của đồng minh bằng Tailwind và tạo ra trời mưa. Từ đây chúng ta sẽ có một cây cầu sắt vừa nã đạn cực đau lại vừa cực kỳ nhanh nhạy. Còn thủ đặc biệt 65 thì cứ cho nó cầm theo Assault Vest. Và thế là ta có một cây giỏi bằng sắt, quét đến đâu, rác tay đến đó. Hạng 10 là Raging Bolt. Chà, cái này tôi cũng suy nghĩ dữ lắm mới cho vào. Thật sự là những Pokemon Sweeper vừa đánh nhanh vừa đánh mạnh của Gen 9 khá là hiếm. Được cái này thì toàn mất cái kia thôi. Nhưng nói vậy cũng không có nghĩa là Raging Bolt chỉ được miễn cưỡng cho vào. Vì nếu xét theo tiêu chí tốc độ và sức mạnh thì Raging Bolt chỉ đáp ứng một nửa. Tốc độ của nó chỉ nằm theo mức trung bình mà thôi. Nhưng đây cũng là một lẽ thường tình. Vì một Sweeper nếu có tốc độ cao thì tấn công cũng sẽ không quá cao, nên cần mang theo chiêu setup để tăng tấn công. Còn nếu tấn công cao thì tốc độ sẽ không mấy nhanh nhẹn và cần có một chiêu setup tốc độ. Tuy nhiên, nếu xét theo tiêu chí, Sweeper cũng là một vị trí có nhiệm vụ dọn dẹp tất cả tàn dư của đối phương vào cuối trận, thì Raging Bolt hoàn toàn có khả năng đó vì nó là một Pokemon khá đặc biệt. Lò này học được chiêu độc quyền là Thunderclap, chiêu thức ưu tiên cho phép Pokemon tấn công đối thủ trước khi đối thủ có ý định tấn công chúng ta. Và đây chính là chìa khóa cho sức mạnh của nó. Một khi đối thủ đã muốn nhắm vào đồng đội nào của chúng ta, thì Thunderclap sẽ tiễn đứa đó lên bảng điểm số liền. Và nhờ vào một chỉ số công đặc biệt khá cao là 137, Raging Bolt khi cầm theo Booster Energy sẽ có chỉ số công đặc biệt tăng lên 30%. Lúc này bất kỳ kẻ thù nào có ý định tấn công nó đều bị chặn đứng và tiễn lên đường ngay lập tức. Nhưng bất lợi của Raging Bolt là môi trường tâm linh và Fury Grab với đặc tính Armor Tail ngăn chặn các chi ưu tiên. Tuy nhiên thì nếu so về tốc độ, tụi này vẫn chậm hơn Raging Bolt một bậc, nên không quá lo lắng nếu đấu đơn. Chỉ có trong đấu đôi, chúng ta sẽ phải khá phiền phức nếu chưa hạ được con hươu cao cổ Armor Tail và phá hủy môi trường tâm linh để lấy lại sức mạnh cho Raging Bolt. Nên là theo tôi nghĩ trong thế hệ này, Raging Bolt xứng đáng được xem là một Sweeper đặc biệt, chỉ là không ở thứ hạng quá cao mà thôi. Còn nếu xét theo vị trí là một bức tường vững chắc kiên cố thì nó sẽ là chuyện khác. Ở hạng 9, chúng ta có Dragapult. Tôi biết là tôi từng khờ dại xếp nó vào top những đứa Sweeper vật lý và tôi đã sai lầm. Sau thời gian trải nghiệm thì tôi khẳng định Dragapult sinh ra để hợp là một Sweeper đặc biệt hơn. Nhưng tại sao nó ở trong hạng này? Cũng vì một phần mảng công đặc biệt của nó chỉ có 100. Đầu tiên thì Dragapult đang là Pokemon không phải huyền thoại có tốc độ nhanh nhất trong thế hệ này. Với tốc độ 142, nó dường như out trình tốc độ hoàn toàn với những đứa nhãn mặt trên đấu trường hiện tại. Cơ mà vì bản thân nó là ma và rồng và không có lấy đổi một chiêu tấn công hệ ma mảng vật lý nào phù hợp để sử dụng trong những trận đấu có nhịp độ nhanh như là đấu đôi. Đồng ý thì chiêu hệ ma vật lý duy nhất mà ok của nó là Phantom Force, nhưng chiêu này lại tốn một lượt nước bóng để đánh vào lượt sau, nên người chơi đành phải hy sinh công vật lý và huấn luyện cho Dragapult ở mảng đặc biệt. Với vô số chiêu thức đầy hứa hẹn như là Shadow Ball, Dragon Meteor, Flamethrower, Thunderbolt, khi nó cầm theo Choice Pack cùng với đặc tính Infiltrator sẽ giúp cho nó xuyên qua các bức tường phòng vệ như là Light Screen, Aurora Veil và Thế Thần Substitute. Nhưng cũng vì cái sinh lực quá mỏng manh của nó mà dễ bị độc vị trước những kẻ thù sử dụng được Sucker Punch, nên tôi chỉ cho nó ở hạng này mà thôi. Hạng 8 là Regieleki. Ai cũng biết cái con Pokemon này đang nắm giữ vị trí là Pokemon có tốc độ nhanh nhất trong thế giới bùa bố thần kỳ. Nhìn kỹ vào chỉ số thì ta sẽ thấy nó khá là mỏng manh, nhưng bù lại nó có thể đi theo hai hướng là vật lý hoặc là đặc biệt đều ok hết. Và cũng vì nó quá nhanh nên chúng ta sẽ không cần quá đầu tư vào tốc độ mà có thể tập trung đầu tư vào việc tấn công. Mang đặc tính Transistor giúp cho nó tăng 30% sức mạnh của các chiêu thức hệ điện, mà hệ điện nói chung chỉ bị kháng bởi hệ cỏ, điện và rồng và vô hại với hệ đất. Còn 14 hệ còn lại nó đều gây sát thương thuần khá tốt. Tuy nhiên thì bể chiêu thức của nó lại chỉ có hệ điện và thường là chiêu tấn công. Muốn nó bao phủ thêm hệ khác thì chỉ có cách Terra thành hệ băng và dùng Terra Blast. Cộng thêm trên đấu trường bây giờ có Ogopon, lại còn có Rillaboom, đều mang hệ cỏ và kháng sát thương của Regieleki. Muốn có tốc độ nhanh bao phủ hệ rộng thì lại có Flutterman. Muốn có hệ điện thì dùng Raging Bolt. Thành ra vai trò của Regieleki nếu không Terra thành hệ băng thì khó mà được sử dụng làm Sweeper. Mà trong một trận đấu đôi biến đổi không lường như thế, nếu chỉ cố chấp Terra một Pokemon duy nhất từ trận này qua trận khác thì rất dễ bị bắt bài. Còn nếu không Terra nó lên hệ băng thì đội hình lại bị xáo trộn đáng kể. Nên để suy xét thì vẫn nên cho Regieleki làm hỗ trợ tấn công và quấy rối thì hợp lý hơn. Và chúng ta qua hạng 7 sẽ là Iron Crown, là một trong những Pokemon Paradox được giới thiệu trong DLC mới nhất. Với bộ chỉ số tôi cho là nằm ở mức cân bằng, tốc độ 98,
công đặc biệt 122. Tuy mức tốc độ này thì không quá thấp, nhưng cũng không quá nhanh. Nhưng nhờ vào đặc tính Quad Drive, nếu cho nó cầm theo Booster Energy và luyện chỉ số sao cho tốc độ cao hơn công đặc biệt một chút, thì nó sẽ tự động tăng 50% chỉ số tốc độ khi mới vào trận. Đi chung với đồng đội là NGD, thiết lập môi trường tâm linh nữa, thì sẽ khiến cho không ai qua mặt được Iron Crown. Từ đó chỉ cần spam liên tục Expanding Fall vào tất cả mục tiêu trên sàn đấu, vậy là đủ đẹp để dọn sạch đối thủ rồi. Đáng ra thì trong cái bảng này tính cho Amarus vào, nhưng xem xét thì lại thấy Iron Crown như là một bản nâng cấp của Amarus, nên là đành bỏ qua một bên vậy. Ở hạng 6 sẽ là Zapdos. Thần điểu hệ điện mang trên mình một trong những song hệ tốt nhất là điện và bay. Đây là một Pokemon sinh ra để thổi bay tất cả đối thủ yếu bóng vía, công đặc biệt 125, đi kèm với tốc độ 100, cho phép nó đủ nhanh hơn phần lớn Pokemon máu mặt trên đấu trường. Bên cạnh đó, Zapdos còn có thể học được cơ số những chiêu tấn công và hỗ trợ cực kỳ hữu dụng như Discharge, Heat Wave, Thunderbolt, Volt Switch và Hurricane. Zapdos cũng là một trong những trường hợp khá căn bản khi chỉ cần có một song hệ tốt, bộ chỉ số ổn định và một bộ chiêu thức đa dạng thì cũng đủ để cho nó luôn góp mặt trên các đấu trường qua từng thế hệ mà không bị lãng quên. Và thế là chúng ta qua top 5 của bảng xếp hạng này. Hạng 5 sẽ là Lanoraz Incarnate Form. Tôi đã sử dụng thử Lanoraz dạng người trong một video đánh răng gần đây và thực sự hiểu lý do vì sao nó lại được sử dụng rộng rãi trong các giải đấu lớn thời đại Gen 9 này. Đầu tiên, nếu nhìn vào bộ chỉ số của Lanoraz dạng Incarnate, ta sẽ thấy Pokemon này khá thiên về mảng vật lý với sức công 125, nhưng người chơi luôn luôn muốn tận dụng được đặc tính Sheer Force của nó. Đặc tính này cho phép Pokemon loại bỏ đi những hiệu ứng phụ của các chiêu thức và tăng thêm 30% sức mạnh cho chiêu thức đó. Cộng thêm việc đặc tính này sẽ bỏ qua những hiệu ứng phụ của các vật phẩm sau khi đã tấn công. Nó thì hơi rườm rà, chứ nói gọn lại thì cho nó cầm theo Life Orb sẽ không bị mất một lượng máu nhỏ nào, mà ngược lại còn được cộng dồn thêm 30% sát thương của chiêu thức đó, khiến cho sát thương của Lanoraz gây ra sẽ được cộng thêm tận 60% nếu cầm theo Life Orb. Khi nhìn vào bể chiêu thức của Pokemon này thì gần như những chiêu vật lý hệ đất và hệ bay mang theo hiệu ứng phụ dường như là không có. Nhưng ở mang đặc biệt lại có rất nhiều chiêu kèm theo hiệu ứng phụ khác như là Earth Power, Slug Bomb, Sensi Storm, nên để tận dụng được tối đa sát thương khủng khiếp từ Life Orb và đặc tính Sheer Force gây ra, bắt buộc chúng ta phải xây dựng Lanoraz theo hướng đặc biệt. Kèm theo đó là tốc độ 101, rất quý giá khi nó có thể vượt qua tốc độ của Chiyu, Entei, hai Pokemon đáng sợ trên đấu trường hiện tại. Và với tốc độ đủ nhanh cùng sát thương cực lớn, thì Lanoraz trong thế hệ này lại bất ngờ lọt vào top những Pokemon Sweeper đặc biệt thành công nhất. Yeah, còn với tôi thì nó ở hạng 5. Cũng cao mà. Hạng 4 là Working Way. Khác với Raging Ball trước đó, thì Working Way không quá lan man trong vai trò của mình. Nó thực sự là một Pokemon sinh ra để làm Sweeper, được ban cho một bộ chỉ số vô cùng ổn định, với điểm sáng là công đặc biệt 125, sau đó là tốc độ 109, đủ nhanh hơn phần lớn những Pokemon trên đấu trường hiện tại. Vì là một Pokemon Paradox, nên nếu đầu tư chỉ số vào mảng tốc độ, thì chắc chắn sau khi cầm Booster Energy hoặc ở trong trời nắng, nó sẽ được tăng thêm 50% độ nhanh nhẹn và Outspeed hoàn toàn đối thủ khác. Đặc biệt khi ở trong trời nắng, chi độc quyền Hydro Steam, hệ nước, sẽ tăng thêm 50% sức mạnh, biến nó trở thành một khẩu đại pháo đúng nghĩa. Chưa kể nó còn có một bộ chiêu thức đa dạng các hệ như là Flamethrower, Hurricane, đồng nghĩa nó đánh rất tốt trong cả hai dạng thời tiết là mưa và nắng. Terra hệ thép và sử dụng Terra Blast cũng sẽ giúp nó kháng được những khắc tinh hệ tiên đáng sợ khác mà không cần lo ngại về mảng tốc độ. Nhìn sơ là biết ai là con trai cưng của Game Freak liền. Và top 3 trong bảng xếp hạng này của tôi đã lộ diện. Hạng 3 đó chính là Iron Bundle. Con Paradox tương lai này là gương mặt có dư khả năng để trở thành một Sweeper đặc biệt đáng sợ. Đầu tiên là về bộ chỉ số, hiếm có một Pokemon nào vừa có tốc độ cao, công đặc biệt cạnh tranh và thủ vật lý cứng cáp như nó. Nó sẽ rất dễ dàng outspeed đối thủ và tấn công với vô số đòn đánh uy lực như là Blizzard, Ice Beam, Hydro Pump và Freeze Dry. Trong đó Freeze Dry là một đòn đánh hệ băng có thể khắc chế được hệ nước, nhờ đó mà dễ dàng đánh gục được Ogopon hệ nước và cỏ. Đặc tính Quad Dry giống với Protosynthesis sẽ tăng sức mạnh cho chỉ số cao nhất của Pokemon nếu nó đang cầm theo trang bị Booster Energy, nên người chơi có thể dựa vào đó mà tăng cường chỉ số tốc độ hoặc là tấn công để những đòn đánh của Iron Bundle trở nên thốn hơn bao giờ hết. Hoặc nếu muốn ăn chắc mặt bên thì ta có thể mang theo trang bị Assault Vest để khả năng phòng thủ đặc biệt của nó được kiên cố hơn, từ đó có nhiều cơ hội sống sót làm gõ đối thủ hơn. Một điểm cộng phải chú ý đến nữa là hệ băng bây giờ đã được tăng thêm 50% thủ vật lý trong khi trời tuyết, đồng nghĩa với nếu đi chung với Alolan Ninetales, nó đã có thể trở thành một tanker vật lý chính hiệu và sẽ liên tục nã bão tuyết vào tất cả các đối thủ trên sân với sức công đặc biệt cực cao của mình.
Tính ra thì hệ băng nhờ bão tuyết và Aurora Veil mà lên hương, còn hệ đá lại chả có cách nào dựng tường như là hệ băng hết, nên là một phát xuống đáy xã hội luôn rồi. Hy vọng Gen 10 sẽ ngoi lên lại. Và chúng ta qua hạng nhì của bảng xếp hạng này, tôi sẽ phải ghi công vào đó cái tên Chiyu, một trong những tứ hung của vùng Paria. Nhìn vào cái bộ chỉ số của nó cũng đủ thấy nó là một sweeper đặc biệt kiểu truyền thống, với điểm sáng nằm ở công thủ đặc biệt và tốc độ. Dù cho xét về độ nhanh nhẹn nó thua Landorus một điểm, nhưng về sát thương nó lại nằm ở một tầng cao khác. Đặc tính Beast of Rune cho phép Pokemon giảm 25% thủ đặc biệt của toàn bộ Pokemon trên sân đấu. Từ đây mà các đòn hệ lửa đánh đa mục tiêu như là Heatwave sẽ thật sự là một cơn ác mộng. Ngoài ra các chiêu như là Dark Pulse, Psychic, Flamethrower, Overheat chắc chắn sẽ nướng cháy khét đội hình đối phương nếu nó đi chung với những Pokemon đồng đội tạo ra trời nắng như là Torkoal. Thật sự thì không thể phớt lờ được sức mạnh của Chiyu nên phải xét riêng về vai trò làm sweeper đặc biệt của nó trên đấu trường. Nhưng vị trí của nó trong lòng tôi phải bị lung lay bởi Pokemon sweeper đặc biệt tiếp theo đây. Chúng ta sẽ đến hạng 1. Và sweeper đặc biệt tốt nhất trong thế hệ 9 này đối với tôi phải kể tên Flutterman. Chắc cũng không quá bất ngờ đối với nhiều bạn. Flutterman là minh chứng cho hai từ con cưng chính hiệu, vì nó hội tụ đủ tất cả các công cụ cần thiết mà tất cả những đứa chơi hệ phép mong muốn có được. Đầu tiên thì nói về song hệ trước đi. Tiên và Ma là hai song hệ cực kỳ tốt, khi cho phép nó miễn nhiễm tận 3 hệ là Thường, Giác Đấu và Rồng. Ba hệ này cực kỳ thông dụng trong các giải đấu, và nó chỉ lo sợ trước hai hệ khác là Ma và Thép. Bộ chỉ số phân cực rõ ràng khi tất cả đều dùng sức cho mảng đặc biệt và tốc độ, còn mảng vật lý và sinh lực thì yếu nhất, và Game Freak cho rằng làm vậy sẽ là cân bằng. Thật cười nửa miệng. Thường thì đa số sẽ lo lắng nếu nó bị tấn công bởi những đứa xài chiêu vật lý sẽ như thế nào. Nhưng nhìn kỹ lại, nổi cái song hệ thôi đã khiến cho nó vô hiệu hóa phần lớn các chiêu thức đáng sợ trên đấu trường hiện tại. Nó không bị dính phát cao, cũng không bị đánh bởi chiêu ưu tiên Extreme Speed, đồng nghĩa với nó vô hiệu hóa hoàn toàn Dragonite, miễn nhiễm luôn Close Combat của Urshifu. Và vì tốc độ và tấn công của nó quá cao nên ta đủ sức đầu tư thêm cho nó ở mảng thủ vật lý, để khi nó tear ra thành hệ tiên có thể sống sót qua được đòn Sucker Punch của Chim Pao, rồi sau đó trả đũa bằng một đòn Moonblast có uy lực như muốn thổi bay một vòng trái đất. Ngay cả khi đối thủ là hệ thép thì nếu cầm theo Choice Pack, nó cũng đủ sức xin nhẹ thêm một nửa cây máu của đối phương. Chưa hết, nó còn có một dãy những chiêu thức với đầy đủ các hệ khác nhau để khắc chế những kẻ thù của mình. Lối chơi Flutterman thì vô cùng đa dạng, có thể cho nó cầm Choice Pack để tối đa sát thương, hoặc cầm theo Booster Energy cũng được. Nói chung thì định nghĩa cân bằng game của Game Freak hơi lạ. Nhờ vào tất cả những yếu tố trên mà Flutterman trỗi dậy như là một phù thủy chơi hệ phép đúng nghĩa giữa một dàn đấu sĩ chỉ biết dùng nắm đấm, làm nên chiến thắng cho hầu hết những quán quân trong các giải đấu lớn nhỏ. Và không cần dự đoán thì tương lai khi nào Gen 9 còn chưa bị thay thế thì Flutterman vẫn sẽ còn nằm trên đỉnh chuỗi thức ăn dài dài. Và thế là tôi đã đi qua hết tổng cộng 15 sweeper đặc biệt theo cá nhân tôi thấy là mạnh nhất trong thế hệ 9 này. Còn theo các bạn, những sweeper đặc biệt trong lòng các bạn là những Pokemon nào thì cho tôi biết bằng phần bình luận bên dưới nha. Thời gian qua rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi thông qua hình thức Momo. Các bạn có thể tiếp tục ủng hộ tôi bằng cách quét mã QR ở cuối màn hình. Và sau đây là danh sách những bạn đã ủng hộ tôi những tuần vừa qua. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau ha. Bye.